Mai Vàng Núi Bà Tây Ninh xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay cái buổi chiều, tôi cái tiêu đề trước hết xin chúc sức khỏe đến tất cả các bạn. Và cái tiêu đề hôm nay tôi muốn gửi đến tất cả các bạn là xịt thuốc gì cho cây mai sau khi mình đã sửa tàn vào trong tháng 5 âm lịch. Thì bây giờ tôi có những cây mai tôi đã sửa xong cái phần trong tháng 5 âm lịch, thì tôi đã chia sẻ rồi. Trong tháng 5 các bạn rảnh thì các bạn làm ha, chứ nó cũng không đòi hỏi phải là bây giờ, nhưng thời gian tôi rảnh thì tôi làm. Thì bây giờ sau khi mà tôi đã sửa tàn tạo dáng xong đối với những cây mai tôi đã chia sẻ đến tất cả các bạn rồi, thì hôm nay tôi xịt thuốc. Thì do có những bạn nói là chú Ba chia sẻ cái phần rải phân mà không chia sẻ cái phần xịt thuốc, thì ngày hôm nay tôi cũng có thay, có bổ sung thêm và có những cái loại thuốc trị sâu bệnh trong mùa mưa, nhất là gì các bạn, cái con liệp sáp thì tôi có bổ sung thêm. Thì cái clip này, những cái phần xịt thuốc thì từ hôm Tết tới bây giờ tôi chưa có chia sẻ tới các bạn ở nhà tôi xịt thuốc gì. Thì bây giờ mình xem qua các loại thuốc các bạn, rồi mình sẽ phân tích từ cây mai, từ cái loại thuốc cho cây mai của mình. Thì ở các bạn sao á, ở Tây Ninh tôi thì thường là hổm rày là mưa các bạn ơi. Chiều ổng mưa không lớn nhưng mà thường chiều các bạn thấy trời vậy nè, nhưng mà khi mà ấy thì ổng mưa chừng khoảng nửa tiếng, ngày nào cũng vậy. Do đó tôi cũng hơi tranh thủ ha. Thì bây giờ tôi nói các bạn xịt thuốc vào chiều mát là tốt nhất, và thường là sáng tôi rửa lại cái phần lá. Thì nó là cái chu kỳ vậy các bạn, để mình phụ nó, mình tẩy rửa những cái mầm bệnh vào ban đêm ha, nó cho cây mai mình nó khỏe. Thì đây là tôi đang xịt thuốc ha, và những cái loại thuốc tôi xịt như thế nào tôi chia sẻ phần đó cho các bạn. Thì bây giờ trước hết thì các bạn nói nè, cái con bọ trĩ trước đây các bạn ha, khỏi cần thuốc trừ sâu. Tại sao là bị gì? Trong cái thuốc con bọ trĩ này thì nó đã thuốc trừ sâu rồi, thành ra mình thông qua cái thuốc trừ sâu các bạn cứ mua thuốc con bọ trĩ. Thì có nhiều bạn cũng chê ha, tôi là không biết cái hiệu, thì các bạn hỏi cái hiệu thì tôi nói là thôi cái đó tôi chịu thua. Không phải là không biết đâu các bạn, tôi hồi xưa tôi có làm nông nghiệp mà, nhưng mà hiện nay những cái loại thuốc sinh học thường là nó ra rất là nhiều nè, các bạn thấy không. Thì bây giờ tôi nói các bạn nè, khi tôi đến tiệm tôi đã chia sẻ rồi, để cho nó rẻ phần tiền mình, nó mắc là ngay chỗ này nè, tôi thấy cái chỗ này nè, thí dụ 40 OC mình xịt mà xịt không hết thì mình lợi tiệm mình cầm cái này, mình đến tiệm mình xịt nó không hiệu quả thì người ta sẽ tăng liều cho mình lên. Thì bây giờ đây là cái thành phần, bây giờ hỏi tôi vậy tôi đâu bay biết đọc tiếng U tiếng Tây gì, tôi chỉ đến cái tiệm tôi nói là bây giờ là phòng trừ bọ trĩ thì người ta bán cái thủ công nghệ. Còn cái loại thuốc thí dụ nó thì mình không hết thì mình đem cái này lợi, đúng không các bạn? Và hiện nay là mình chỉ phòng thôi các bạn ơi, tại vì mình đã sạc cái tàn rồi, cái lá non nó còn một số thôi, nó cũng không đáng kể đâu, nhưng ngừa là mình phải ngừa. Thì bây giờ tôi xịt nè các bạn, đưa đó, thì bây giờ tôi đưa nè, và tôi cộng thêm cái phần này đây, nó cũng trị con bọ trĩ rồi. Vậy thôi các bạn, và rồi một hơi nữa mình phân tích vấn đề sao tại cái cây mai của mình. Và hiện nay do cây mai của mình, đúng không các bạn, mình đã cắt những cái phần ngọn, cái phần mà cành nhánh của nó, thì bây giờ mình tiếp hơi cho nó bằng gì các bạn? Tôi xài nè, thường là rót nè, nhưng mà đây gì, phân bón lá hữu cơ sinh học. Hữu cơ là tôi chịu rồi, thì cái công dụng của nó nè là kích thích bộ rễ, đúng không nè, rồi cải tạo nè đất nè, cải tạo cây nè, thấy chưa, đây này các bạn đọc ha. Rồi quan trọng là gì, là giải độc cho cây trồng,
bị ngộ độc. Thì bây giờ mình cắt xong rồi thì mình cứ đưa nó vô đi các bạn ơi. Đây nè, giải độc ngộ độc than nè, ngộ độc quá chất. Thấy chưa? Đây. Từ nấm bệnh tấn công rồi tăng sức đề kháng. Nói chung là tôi không xài cái gì các bạn hóa học, mà tôi xài hữu cơ để mình phụ cho nó. Tại vì mình sạc vàng rồi thì tôi có xài cái này. Và thuốc phòng bệnh là thằng Atracon. Đây. Thường tôi xài á, thường tôi có nói rồi, Atracon hoặc là Anguin. Thì cái này nó gọn, cái chai Anguin thì nó nửa lít tới một lít. Thành ra thường tôi xài cái này, xịt mai nhà có một bịch này thôi là đã đủ cho những cây mai của tôi rồi. Rồi. Đó là cái phần mà thường xuyên xịt. Và kế tiếp là gì các bạn? Sau cái phần này là tôi xịt rốt thằng này thôi. Thằng này nó cũng là kích thích ra đọt non đi chứ. Thấy không? Rồi, như vậy thì được rồi các bạn. Nhưng nó là hữu cơ. Và kỳ tới tôi sẽ xịt cái gì? Di lượng. Và bây giờ tôi bổ sung thêm với các bạn nè. Cái hiện nay vào cái mùa mưa thì nó lại gì các bạn? Các bạn có bị không ha? Cái con riệp sáp. Rồi tôi sẽ phân tích từ cái này trên cái cây thực tế, cái cây con riệp sáp. Thì tôi mua cái loại này là cái loại thường thôi. Và nó có loại những cái loại mắc tiền hơn cái này nữa, con riệp sáp á. Rồi. Thường là những cây mai quá nó là thành bằng thuốc rồi ha các bạn. Và các bạn có những cái trường hợp những cây mai này không? Thí dụ giả sử có những cây mai nó có cái con mà các bạn dỗ vô á, nó nhảy mà nó trắng, nó bay bông, con đó nó cũng là nó ăn cái lá, nó làm cho vàng lá mai, cái lòng trong cái lá mai của mình á. Nếu các bạn có trồng cái cây nguyệt quế á, tôi có mấy cây nguyệt quế nè, thì nó nằm ở ngoài rào á, là cái này nè các bạn. Ồ, mình thấy ha. Thì thôi, cây nguyệt quế thì chắc tôi nói các bạn biết rồi. Khi các bạn dỗ nó vô, tại vì mùa mưa thường nó xảy ra cái gì, cái con cái đó là tôi gọi là cái gì, cái đó không biết gì, nó con bò nhảy vậy, nó trắng, và đồng thời nó có con riệp sáp. Con riệp sáp thì thường là nó đóng ở trong cái khóe này nè, cái cây này nè, đúng không? Nó đóng này, nó trắng, cái màu trắng mình thấy rất là rõ ràng. Và khi mà nó thải ra cái chất thải, nó làm cho cái lá này của mình nè, cái lá này nè, nó đen, người ta kêu là y như lọ nồi đó, nó y như khối đèn đó các bạn. Thì đó là cái mình phòng ngừa cho nó thôi. Thì tôi dùng cái gọi là B58. Thì tôi làm sao thì tôi chia sẻ các bạn như vậy ha. Thì đó là những cái mà tôi muốn gửi đến các bạn. Đây sâu rồi, bạn thấy không? Rồi làm biến ha, xịt như vậy thì nó có sâu. Đó là cái phần. Và tôi bổ sung cái gì, bây giờ tôi nhắc lại ha. Ăn tra con, tức là nếu một cử thuốc các bạn có điều kiện, mình đưa cái thằng ăn tra con vô thì nó tốt các bạn. Hoặc là cái thằng ăn nguyên, đó là trị về những cái phần lá. Và cái phần bộ trĩ thì tôi đã chia sẻ rồi, mình xịt mình phải biết cho nó kết quả hay không, là bằng cách mình nhìn vào cái đọt non này. Đây, cái đọt non này là không có con bò trĩ này, đúng không các bạn? Thì bây giờ mình phòng hờ, thì bây giờ cái cách mua thuốc thì tôi đã chỉ với các bạn rồi ha, tôi không lặp lại. Và khi tới đâu hay tới đó ha, tới đâu gặp đâu đó, thì cái dạng này, khi trường hợp các bạn có cho đưa cái hình lên cho tôi, và tôi cũng có như các bạn mà thôi. Khi mình bấm những cái cành này của cây mai để mình sửa tàn, thì nó nắng hiện nay là rất là gay gắt. Tuy là trời mưa nhưng khi nắng gay gắt thì cái hiện tượng này là do nắng nó bị cháy một phần. Cái này là bình thường các bạn ơi, không có gì hết. Gỡ lặt bỏ, đây nó đang bị nữa nè. Cái này không phải bệnh nha các bạn, do mình tác động đến cái phần đọt thì trời nắng, những cái lá già nó lại bị táp như thế này. Thì tôi cũng không biết giải thích cái hiện tượng này ra sao. Và đó là những gì tôi chia sẻ các bạn thực tế trên cây mai của tôi. Tôi làm sao thì tôi chia sẻ với các bạn vậy, về cái phần phân cũng vậy, và cái phần thuốc trong cái định kỳ, nhất là con bò trĩ. Và nếu các bạn
Muốn khỏe thì phải giữ gìn cái cây mai này, cái bộ lá này, cái màu của nó đó các bạn ha. Ý là tôi nói cái màu sắc của nó. Cái đọt non nó ra từ từ thì nó sẽ tạo được cái mặt bầu. Và tới đây tôi sẽ làm một cái clip có nên đưa kali và cái phần lăn cao để cho phân hóa mầm hoa tạo mầm bông hay không, thì tôi sẽ phân tích kỹ lưỡng hơn. Và nếu các bạn muốn khỏe thì chăm sóc tùy các bạn, thì bây giờ tôi chăm sóc sao thì tôi chia sẻ các bạn vậy. Thì đây là những cây mai ha, cái đọt non ha, là những cây mai tôi đã xử lý xong. Tôi làm như thế nào là chia sẻ đến tất cả các bạn như vậy, không có gì hết, không có gì thay đổi. Và cái nguyên tắc tôi là gì, chia sẻ để các bạn làm được, để những anh em chơi mai, người ta trồng những cây mai như tôi bán được cho các bạn. Các bạn trồng được, các bạn chăm sóc được thì các bạn mới dám bỏ tiền ra mua cây mai, dù lớn dù nhỏ cũng là cái đồng tiền, đúng không các bạn? Thì bây giờ tôi làm sao là chia sẻ các bạn vậy, rất đơn giản, không có cái gì phức tạp hết. Nếu các bạn có niềm tin với tôi thì lấy một hai cây mai thử, để Tết nay mình xem kết quả. Tết có bông chơi là cái điều đó là cái quan trọng. Để kết thúc tiêu đề này, có các bạn hỏi như thế này, giả sử như bây giờ cái cành có cây mai, thí dụ nó nguyên vậy mà có cái cành này, có một cành thôi, bây giờ nó ra lại yếu, nó không đâm đọt. Những cây này thì nó phát triển bình thường, thí dụ bây giờ mình là 30 cành thì bây giờ nó có một cành, nó nằm ở cái vị trí cũng là thí dụ vị trí này đi, nó cũng là làm trống cho cây mình, thì xử lý ra sao? Thì tôi nói với các bạn vậy nè, cái đó là tôi theo tôi á, thôi thì mình cứ bón theo cái dinh dưỡng với cái chế độ để mình nuôi 30 cành này, còn cái cành đó nó phát triển như thế nào thì từ từ mình tính. Cứ đuôi theo cái chế độ bình thường các bạn, chứ không lẽ bây giờ 30 cành nó đang phát triển mà vì một cành này trị như thế nào thì cái đó tôi cũng không biết luôn, do cây mai của mình cái cành đó nó có vấn đề. Bởi vậy tôi nói các bạn, không phải nuôi cây mai mà nó suôn sẻ hết, nó vẫn có cái trở ngại trong cây mai của mình. Và cái trường hợp đó có thể là nó, cái cành đó nó bị sự cố, nó có thể là do quỷ cành trong tự nhiên. Tức là thường tôi chia sẻ các bạn gì, cái cành trên này mà nó lớn, thí dụ bằng ngón chân cái, mà cái cành ở dưới, cái cành ở dưới á, nó phải lớn theo tỷ lệ ở dưới nó lớn, ở dưới nó lớn, ở trên nó nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ dần, thì cây mai đó ít mà có bị phản lắm. Còn cây mai nếu ở dưới, ở trên bằng ngón chân cái, thí dụ cái nhánh này bằng chân cái mà cái nhánh dưới này nó bằng ngón tay cái vậy, thì trước sau gì nó cũng, tôi gọi là quỷ cành trong tự nhiên. Nhưng nếu mình nuôi cây mai mà mình chăm sóc, nước là chủ yếu để cho cây mai nó tồn tại hay không, là tôi nói các bạn nước và phân đừng để phạm, đúng không? Thì cái nhánh đó nhiều năm nó mới quỷ, khó mà, cũng khó mà quỷ lắm. Còn nếu nó gặp sự cố bệnh hoạn đó thì cái cành đó nó sẽ quỷ trước. Đó là những gì tôi biết trong cái hạn hẹp của tôi, và tôi muốn gửi đến tất cả các bạn là gì, cái thuốc cho cây mai sau khi mình sạc tàn sửa tán xong thì mình tiếp hơi cho nó bằng cái rốt hai các bạn. Nó là gì, nó cũng là ra đọt ha, giải độc hóa học, giải độc hữu cơ. Rồi đó là cái thành phần gọi là hữu cơ, nhưng nó luộc cái dạng bón lá, tôi chỉ bón vậy thôi. Và tiếp theo các bạn hỏi rải phân gì thì tới đây cử tới, tôi nói y giống như là chu kỳ 2 đó, tạm gọi ha. Chu kỳ 1 mình đã xong rồi thì qua chu kỳ 2 là gì các bạn? Tôi kỳ rồi mình rải là gì, hữu cơ, tức là phân gà nén, thì qua tới cái cử tới là gì, rằm. Tôi lấy tôi giật lên nha, cho nó đúng cái ngày 30 dưới rằm. Rằm đây là tôi sẽ đưa cái gì các bạn, 16 16 8, cho nó đủ cái hàm lượng BN BK để cho nó cây nó phát triển cứng cáp. Chuẩn bị
tạo nút tạo gạo cho cây mai vào đầu tháng 6. Nó sẽ phân hóa mầm hoa và chuẩn bị tạo nút tạo gạo. Và các bạn nên giữ gìn cái bộ lá như thế này theo cái cách bón phân của tôi. Nếu các bạn tin tưởng thì các bạn sẽ được cây mai như tôi, và Tết tôi và các bạn lấy 50% cái bông để cây mai để chơi Tết mà thôi. Nói hờ vậy thôi chứ thật sự ra là nó trên nhiều các bạn ơi, nhưng mà mình lấy 50 thôi. Đối với những bạn chơi mai nhà và những bạn mới tập chơi mai, đó là những gì tôi muốn gửi đến tất cả các bạn ngày hôm nay. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip sau.